Các bạn thân mến, thì hôm nay là lấy giả hạc thì mấy đứa ở xa thầy Chimurai đất đây nó không không có, nó không xuống, thì tôi lấy ở trong mấy cái tốp mà đi rừng đắt côi đấy. Hôm nay lấy bịch đây, tôi có 2 tốp mới được bao nhiêu, thì bây giờ mời các bạn xem là có một cây này cũng rất là dài. Thì các bạn thân mến, thì trưa nay là trời nắng, thì các bạn ấy thì các bạn cũng có thể xem cái cây của tôi, cây lá dạng như lá mít tôi trồng từ cái đợt đấy, đấy phơi ngoài nắng này, các bạn thấy lên rất là đã, thân này mầm lú. Thì cứ buộc thế này thôi, còn mấy cái kia này của tôi thì dạo này tưới đều đều nó cũng lên được rồi. Mấy cái này cũng kia là kia rừng thôi, đây là những cái thân của rừng mình vứt ở đây nó mọc đấy, là một số cái. Thì các bạn thấy thì hôm nay là lấy của sưu tầm một ít cái giả hạc đất côi của trên. Hôm nay mấy đứa ở Chimorai và đất đây nó không không có xuống, thì tôi lấy mấy cái của hai cái nhóm. Hôm nay lấy của hai nhóm, từ hình một này là một nhóm nhưng mà vẫn đi của mấy thanh niên đồng bào, người ta vẫn đi ở vùng đất côi, thì đi 2 3 ngày về thì được mấy cây, nhưng dạo này nó cũng được ít. Đấy, các bạn thấy thì ở cái tiểu vùng này nó vẫn có lá, nhưng mà mùa này thì nó ít nên là cũng người ta bán thì người ta cũng phải, nói chung là giá nó cũng tương đối là cao rồi đấy. Thì tôi chia sẻ đây thì vào hình thứ nhất là hình một, thì tất cả đây là của vùng rừng đất côi. Thì mấy nhóm thanh niên, tức là lấy khoảng 2 nhóm, từ hình một là một nhóm đi được mấy ngày, được một nhóm là một từ hình một đến hình năm, còn một nhóm đi từ ấy kia. Như hôm nay có một cái cây này cũng rất là dài, thì tôi đo được 6 gang, tức là khoảng 1,2 m, lá rất là to đấy. Thì còn có mấy con kiến thì tôi xếp vào đây, thì thôi thì cứ lấy thì mình lấy cả nhóm thì mình về mình phân đây. Và cái hình một này nó chỉ được khoảng hơn 10 cm, nhưng mà các bạn thấy mấy cái thân đây là nó cũng rất là nù này, cái thân đen xì nù, nó còn một cái lá thôi đấy, mặt trước mặt sau thế. Thì các bạn nhìn kỹ, hình một là 200.000, hình hai gồm 2 cái kiến này cũng nguyên bản, nhưng các bạn thấy cái thân của nó cũng rất là được, cái nó dài chắc khoảng trên dưới 10 cm đấy. Hình hai, 2 cái kiến nguyên bản này là 300.000 đây. Đây là một cái này, đây cái nữa là các bạn thấy thân nó tùm lum này, nó mấy năm trong rừng, 2 4 6 cái thân này, thì người ta cũng bóc ở cái đây, người ta bóc này, người ta không chặt đấy, đấy nó thắt ngọn rồi. Thì 2 con kiến này là nó dài khoảng trên dưới 10 cm đấy, áng chừng là 300.000. Cái thứ ba này là hình số 3 này là nó dài được khoảng 1 gang của tôi, thì 300.000 đấy. Người ta bóc bóc cái vỏ cây nó mỏng mỏng thôi, như thân nó đỏ đỏ, nó lại trong trong. Còn đây nó vẫn còn một cái lá đấy, thì các bạn nhìn xem, thì tôi quay thế thì các bạn xem đấy, nó được mấy thân là năm năm cái thân già, một cái thân đây nó gãy từ trong rừng nó khô rồi đấy, nó dài được khoảng 1 gang. Gang của tôi chắc cũng hơn 20 cm một tí đấy, thì tôi cứ đo một cái. Sang hình số 4 là 350.000, cái này thân đầu nó rất là nù. Ở đây các bạn thấy mấy cái thân con này của nó này, đầu tiên nó mọc bằng cái tăm này, nên rất nù này. Đấy, còn vỏ cây thì nó bóc thì nó nàng sàng cả cái một cái tảng này. Cái này thì nó được hơn 1 gang, nó khoảng trên 25 cm thì đấy. Đấy, còn cái mặt này nó bóc ở cái vỏ cây rất to, còn cây mặt trước mặt sau cây này thì nó tím rất là nhiều đấy, thân nó không phải loại thân cứng, thân mềm tím rất nhiều, các bạn thấy nè. Đây thì tôi cứ quay lên mô tả thì các bạn khó, trời nắng này quay thì nó rõ đấy. Các bạn sọc siếc thì thôi tôi không biết, là sọc tôi cứ quay các bạn nhìn, lá này nó cũng tương đối là dày. Hình 4 này là 350.000. Sang cái hình năm này thì nó cũng tương đương một cục nguyên bản, vì đây nó có vỏ cây đấy, nó chặt đây là nó tán ra một cái mảng của cây này, rễ nó bám rất chắc đây. Thì mấy cái thân này thì nó gãy từ trước rồi đấy, nó gãy cũ từ lâu rồi chứ không phải là vặt ra đấy.
Cái này thì nó chỉ ngắn, chưa được một gang của tôi. Như các bạn nhìn thấy thân với lá nó không xẻ ngang hai bên, lá nó dạng gần như lá nó dọc 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 lên trên, thân nó rất cứng. Thì hình số 5 này là 400.000, thân nó cũng nhỏ các bạn so với ngón tay thôi, nhưng mà đấy các bạn nhìn thân của nó, cái chấm tím của nó rất là nhiều, thì nó cứ có đặc điểm là thì tôi quay cây này là tôi cũng định trồng đây. Nó ngắn nhưng mà cái này phải 400.000 đấy. Lá trông nó rất bóng này các bạn này, lá dày bóng, hình như là cái này là người ta hay gọi lá nhựa nó nhất. Tôi chỉ tôi cứ quay này các bạn nhìn kỹ này thì các bạn đấy, đấy thân nó chấm tím rất nhiều. Thì nhiều cây là các bạn cứ tính là cái cổ lá sạch, như đây các bạn thấy là cái cổ lá nó tím lịm này. Đấy tôi lại khoái người ta thích sạch nhưng mình lại thích chơi cái loại tím lịm, nên cái này phải 400.000, gần như nguyên bản này, nó mọc rất chắc của cái này đấy, thân lá đấy. Thì đấy là từ nhỏ đến năm là tôi lấy của một nhóm, vì tức là biết mấy cái nhóm đi, nhưng mà người ta đi 2 3 ngày một tốp, là mấy thanh niên là đi mấy ngày mới về chứ không phải là đấy đi cả 100 cây ấy. Như cái mấy cái tốp này ở chỗ ngay thành phố Kon Tum, người ta hay đi lên vùng Đắc Côi, chứ còn nếu lấy của Chư Mô Rai ở Kon Tum thì tôi hay lấy hướng ở Sư Thầy, tức phía bắc của rừng khu bảo tồn Chư Mô Rai. Cái hình 6 này là gồm có 5 con kiến thì là 300.000 đấy các bạn đấy. Đây một con này nó cũng nhiều thân này các bạn, như thân nó nhỏ rất nhiều này đấy, người ta bóc này nó thắt ngọn này. Còn một cái lá loại này hình như lá nhỏ và dày, cái này thì cũng 5 6 cm thì đến một cái này, cái này thì nhỏ tí này nhưng nó cũng nhiều thân. Cái này nó không phải mà nó dạng như nó mọc trên một cái cỏ khu nào đấy, dây rễ nó nồng nhồng này. Đấy là 2 cái, đây là cái thứ ba, cái thứ ba cũng có mấy thân nhỏ nhỏ. Cái này thì con kiến này cái hình như là cũng khá xanh sạch này. Hình như là thế, vì nó nhỏ thì nhìn nó không kỹ được. Như nhìn mấy cái này là nó mọc ở chỗ có nắng chứ không phải là trong râm đâu, các bạn nhìn thì các bạn nhìn các bạn đoán thôi. Những cái này thấy nó cũng kiến nhỏ nhưng mà nếu nói về xanh sạch thì mình khó phát hiện. Đấy cái này thì kia con này cũng thế, con này cũng thấy cũng không, con này cổ lá dưới này nó tím tím. Cái này thì cũng chắc là được ở khoảng 5 6 6 7 cm. Đấy cái thứ tư này. Cái thứ năm này là được một cục này, còn một lá này rêu riết nó vẫn dính này. Nó cũng mua một cái con này. Đấy cái con này. Cái này nó khoảng được 4 cm này, nù. Đấy mấy con kiến này cũng được 5 con. 5 con kiến là 300.000. Sang cái hình số 7 là một con kiến thôi nhưng mà phải 200.000 thì tôi mới chia sẻ. Cái này cái mấy thân là rất là nù các bạn thấy không? Đấy. Cái thân năm nay thì thân năm này là đây nó gãy, cái đầu nó gãy nên thân năm nay nù đầu ngọn rất chuẩn. Thân năm trước mà còn cái đây nó cũng gãy này. Còn những cái này nó gãy đi nào mất rồi không biết. Đấy là vỏ cây bóc cũng thế. Cái này thì nó chỉ được khoảng chắc cũng gần 10 trên dưới 10 cm rồi đấy. Đây các bạn so ngón tay thôi, nó dài không ngón tay. Còn cái này chắc phải hơn 10 cm. Đấy, vỏ cây bóc thế. Hình số 7 là 200.000. Sang hình số 8 là gồm 2 cái cây này. Các bạn nhìn đây thì đấy tôi cứ quay, loại này này thân cũng rất là nhỏ. Hình số 8 hai cái này là 300.000. Đây một cái là thân rất rất nhỏ nhưng nó vàng vàng. Cái thân tơ này của nó là dài được khoảng 1 gang, hơn 1 gang, thì cái này cũng hơn 1 gang. Đấy. Đây mặt trước mặt sau đây. Thân nó đấy. Đấy các bạn nhìn thấy mô tả thì nhiều khi ông này mô tả nọ kia. Còn cái này đây nó gãy mất một cái thân thân già của nó đây. Nhưng còn đây là cái thân tơ nó vẫn còn lá đấy. Thân tơ vẫn còn nguyên không bị đấy. Còn cái thân này thì nó hơi gãy một tí vàng. Đây còn lá, loại này lá tre nhưng mà lá lá tre rất dày. Đấy các bạn nhìn, tay tôi sờ là cảm giác rất là cứng. Nhưng mà dòng lá tre, lá tre thì nó nhỏ đấy, còn cái lá ngọn nó nủng nỉa này, đấy lá ngọn nó nủng nỉa nó gãy này, lá rất dày.
Đấy, hai cái này thì là 300.000. Sang hình số 9 thì cũng 300.000. Cái này nếu mà thân này của nó cũng được hơn 20 mét. Ừ, cái này lá cũng lá tre, cũng dòng lá tre dày. Cái thân nó rất là mảnh các bạn, so với ngón tay này. Thì các bạn ở trong Tây Nguyên hoặc trong Nam thì các bạn hay tiếp xúc với những cái loại giả hạt Tây Nguyên này thì nó thân nó nhỏ ấy. Như có lần là có bạn ở ngoài Bắc là mua mua của tôi, xong khi nhận thì bảo sao thân nó như que tăm, thì bảo ôi khi tôi quay các bạn phải chú ý, chứ ngoài Bắc thì thường thường thân nù mập to phi hay mấy, nhưng mà đây là những cái này của dân là đấy, các bạn so ngón tay nó rất là nhỏ. Như loại này mà hoa nó cũng rất to và rất thơm, thì nó đặc trưng của cái vùng Tây Nguyên, nó có loại đây cái gốc rễ nó mọc như này, cái này nó mọc xiên lên dạng như cái kỳ của cái trước đấy, thân nó rất xanh xanh và nhỏ. Như cái này thì cũng phải 300.000 thì tôi cũng mới bán, vì lấy hôm nay là người ta lấy nó đi lấy được ít, mùa này nó ít rồi, không khéo là bắt đầu nó không có mới nữa, cái mùa khô người ta khó nhìn. Sang hình 11 thì cũng 300.000, cái này nó cũng hơn một gang. Thì cái này nó mọc trên dạng một cái dây, các bạn thấy một dạng một cái dây rừng, cái rừng nó đã mục rồi đấy. Cái này nó có mấy thân này, này một thân thân nhỏ tí này, đây mấy cái nít nít này, mà nó lên đây là thân này nó mềm, cây này không phải là dòng thân cứng đấy. Thì các bạn nhìn rõ cái thân của nó phía trên này đấy, thắt ngọn lá thì cũng lá cứng nhưng không phải lá mềm lắm đấy. Thì tôi quay thì các bạn nhìn trên bảng mô tả chụp ảnh, như nhiều khi chụp nó không chuẩn lắm đấy. Nó mọc trên một cái dây neo, và cái này mấy thân đằng trước trước đây thì nó nhỏ nhỏ ngắn tí. Thì cái hình 11 này cũng 300.000. À đấy là hình 11, hình 9 rồi. Còn đây là cái hình 10. Cái nhã tôi nói hình 10 trước. Thì đây thì hình đây là hình 10. Cái này cũng mọc trên một cái dây. Đây người ta mới chặt đây. Một cái thân dây nó mới chặt một đoạn. Nó rất chắc trên cái này. Cũng gọi nó nguyên bản được. Như cái này lá nó vàng rồi. Khi lá nó vàng các bạn nhìn thấy rất chấm tím rất nhiều. Còn cái thân năm trước của nó đỏ au. Thì cái hình 10 này là cũng 300.000. Còn cái thân đây nó vàng như cái vàng chanh. Còn hai cái thân này nó cũ từ trước, nó khô quắt khô queo. Thân này nó già nó đỏ. Cây này thì nó có hoa trong rừng rồi. Cái thân năm ngoái có hoa này. Nhưng hoa trong rừng thì cũng không biết là thế nào. Còn thân năm nay đấy nó đen xì. Đen xì xì chủ chuỗi. Nhưng đấy là cái vỏ ngoài thôi. Còn trong hình như nó vẫn khi nó bong ra nó vàng. Vàng chới. Đấy cái này là nguyên bản. Thì cái này cũng 300.000. Sang cái hình này là hình hình 12 là 400.000. Đấy nó được mấy cái thân cành càng này, tôi để nguyên đấy. Những cái đây là nó gãy này các bạn này, thân trước của nó đỏ nó gãy đấy, thân còn thân này. Cái này nó rụng hết lá, nó cái này cũng mọng rạc mọng trên một cái dây. Thì cái hình này là 400.000. Thì cái mầm tơ nó đâu, mầm tơ nó đây là đây này, mầm tơ đây là một gang này, hai gang, nó hơn hai gang đấy. Gốc rễ đây nó mọc theo một hệ thống lên này, và đến đây nó tròi ra đây thân tơ đấy. Đây thân của nó, nhiều bạn mà tôi coi nó ngoáng thì cũng được quay lại, quay lại bạn nào ưng thì sưu tập. Thì bởi vì người ta bán thì cũng nhiều chỗ bán, các bạn cũng phải thông cảm thế. Thì còn giá cả thì nó cũng tùy thời điểm, chẳng hạn như tôi lấy được nó nó rẻ thì mình lại chia sẻ rẻ, mà người ta chả có, người ta đắt thì gọi là mình lấy tí mình sưu tầm và mình làm video đấy. Còn người ta bán thì cũng nhiều, nếu ưng thì sưu tầm, cũng tránh một số một hai bạn thì cũng khi đến nhận thì cũng có bạn gì ở ngoài Hà Nam là hôm vừa rồi khi bưu điện người ta gọi mà không có tiền mà có 300.000, thì tôi bảo là gửi quay lại chồng và tôi sẽ đặt tên. Thì ta chơi nan nhưng đừng để nan chơi mình. Thì nếu mình cảm thấy mình sưu tầm được thì mình mua, chứ cũng không nên là cứ chốt đại xong là đến lúc này chưa nhận lương không nhận, nhiều khi nó cũng không không hay đấy. Cái này thì nó được mấy thân, 2, 4, 6 thân, tức một thân tơ và 5 thân dài đấy. Trời bắt đầu nó nắng xiên rồi. Sang hình số 13 là 400.000. Cái này thì nó vẫn còn lá rất là nhiều, lá vẫn tươi đấy. Như thân này các bạn nhìn đấy,
Cái này nó bóc thì nó đây. Dễ đấy. Cái thân của nó những năm trước nó ngắn 2, 4, 6, 6 cái thân tơ. Cái hình 13 này là 400 nghìn. Cái này thân tơ của nó dài 1 gang, 2 gang, hơn 2 gang của tôi, tức là hơn 40 cm nhé. Đấy, cái này nó vẫn còn lá, nguyên si, vẫn tươi, tươi rói. Đấy là tôi quay các bạn nhìn. Thì tất nhiên như mùa này mùa khô thì gửi đến đây là một số lá nó gãy này thì nó cũng có thể nó vàng, nên nếu mà trường hợp gửi đến là lá nó vàng các bạn chú nhận, nhưng mà thân này này bây giờ là nó cứng rồi, nó già rồi, thắt ngọn rồi, thì là yên tâm mùa này mua thì như mua trồng hạt là tuyệt vời nhất đấy. Đấy thì cái này là hình 13 là 400 nghìn. Sang hình 14. Hình 14 là 500 nghìn. Đây các bạn thấy lá của nó thì nó cũng như này. Nhưng mà cái cây này là cơ bản nó cái thân này của nó cũng ít, không chấm tím mới, chỉ có mấy chấm tím ở đây thôi. Trên ngọn thì mấy chấm này không biết là nó va quẹt hay là chấm tím của nó, nhưng mà phía dưới tôi thấy nó cũng cơ bản sạch. Như cái này cái thân của nó các bạn thấy các thân năm trước tự nhiên nó nhẵn nhụi hết này. Bình thường như những cái đây nó có cái vỏ bọc luôn ấy, như riêng cái cây này thân của nó băng hết này, thân trông như cành tre. Đây còn cái này là nó gãy này, người ta quá trình mang trong rừng, còn cái này các bạn thấy này, như cái cành tre, cành trúc ấy. Đấy, mấy cái thân này. Còn cái thân năm nay của nó thì nó cong queo, cái này nó mọc trên một cái dây rừng này các bạn này. Đấy, thân của nó cong queo này chứ không phải gãy. Đấy, lá nó như thế này. Thân của nó thì cũng thấy ít chấm tím. Cuống lá không nhớ thì tôi quay thì các bạn nhìn, nhiều bạn các bạn nhìn kỹ, nhưng mà những cái là chỗ lá vàng vàng thì khó đấy. Những là trên này đấy, thì cái này là 500 nghìn, hình 14 là 500 nghìn. Sản hình 15 thì hôm nay nó lại có một cái hình rất là to. Nó lại cũng rất ít thân. Cái thân trước nó cũng gãy mất, những cái thân cũ từ bao giờ. Cái thân này đây các bạn thấy nó cũng dạng như nù này. Dưới này nó nhỏ lên, trên nó to thì chắc là người ta gọi nù. Hoặc như cái thân năm ngoái của nó đây, còn cái này mầm nước. Đấy. Mầm gốc mầm gốc này. Năm ngoái thì nó đây dưới nó nhỏ lên trên này nó rất to, nó có hoa này. Đốt rất ngắn này các bạn này. Cái thân năm ngoái rất ngắn. Cái này tôi đo là được 6 gang, 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5 gang, 6 gang. Ngọn nó đây cũng bắt đầu thắt ngọn. Mấy cái lá đây là nó mang ấy là nó héo rồi. Còn đây các cái lá của nó rất dày và to. Để nó dính cái gì trắng trắng đây, còn tổ nhện này. Đấy, nó còn tổ nhện thứ nhất ở trong đây. Lá nó cũng rất dày. Các bạn thấy không, như lá nó cũng to, không phải bé. Còn cái lá dưới gốc này thì... Đấy, thì cái này thân nó đem chui chuỗi. Như dưới này nó xanh này các bạn. Đấy, thì cái này là 1m2. Thì cái hình 15 này là 900 nghìn. Thì lâu lâu cũng lấy một cái thân nó dài này, vì nó 1m2, các bạn hình dung đóng cũng rất là dài, rất dài. Trên là thân thì bắt đầu nù to. Đấy thì các bạn nhìn đấy, thì cái mặt trước mặt sau nó thì chắc đây, mặt sau đây các bạn nhìn thân rất là to. Đấy. Nguyên si rồi để nguyên. Còn thân năm trước của nó nhìn phía trong cũng rất là xanh, còn hoa năm ngoái đốt ngắn. Đấy, các bạn hình dung đốt cũng ngắn. Cái mù đốt ngắn. Đấy, hình 15 là 900 nghìn. Ở đấy thì hôm nay thì lấy hai tốp thì hai nhóm đi lấy ở vùng rừng đặc côi. Thì đấy có một số cái hình thì tôi cũng đưa lên, thì bạn nào
ưng sưu tầm thì nhắn tin vào số điện thoại của tôi là 0965 895 207. Thì số điện thoại tôi sẽ chạy vào tiêu ở dưới video và ghi ở tiêu đề. Thì bạn nào đam mê thì sưu tầm. Video tôi làm đến kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.